Kính chào quý khán giả, Thùy Ngọc rất vui và tự hào khi được giới thiệu với quý vị một điểm đến thú vị và hấp dẫn nằm ngay giữa lòng thành phố Hải Dương, một địa chỉ thân thuộc mà rất nhiều du khách và các em học sinh tìm đến để tham quan, học tập và trải nghiệm. Không chỉ có không gian cảnh quan đẹp, hấp dẫn, nơi đây còn đang lưu giữ và trưng bày một khối lượng lớn di sản văn hóa về lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người xứ Đông xưa và Hải Dương nay. Đó là điểm đến trong hành trình ngày hôm nay, một địa điểm mà bất kỳ học sinh, sinh viên và du khách nào cũng muốn tìm hiểu và khám phá. Hãy cùng mình trải nghiệm không gian thú vị và hấp dẫn này nhé! Bảo tàng tỉnh Hải Dương, tọa lạc tại số 11 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. Đây là một điểm đến trong tour du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Hải Dương đang lưu giữ hơn 52.000 đơn vị tài liệu và hiện vật. Trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập quý như bảo vật quốc gia chống đồng hữu Trung, bộ sưu tập vũ khí, súng thần công, sưu tập gốm cổ Củ Lao Chàm. Đây là những nguồn tư liệu vô cùng quý giá, có phần phản ánh và làm rõ lịch sử hình thành, phát triển về bức tranh di sản văn hóa tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, đến với bảo tàng, quý khách sẽ được tham quan nhà trưng bày chính với nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh độc đáo, nằm nổi bật truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của tỉnh Hải Dương, trải qua những thăng trầm của lịch sử Việt Nam. Trong không gian nhà trưng bày chính, du khách sẽ được tìm hiểu khái quát về mảnh đất và con người Hải Dương từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay với 5 chủ đề, trong đó tiêu biểu nhất là chống đồng hữu Trung. Trong hàng ngàn chiếc trống được phát hiện từ trước đến nay tại Việt Nam, trống đồng hữu Trung có kiểu dáng hài hòa, kích thước lớn, trang trí đẹp và phong phú. Với nhiều ý nghĩa và giá trị trên nhiều phương diện, trống đồng hữu Trung được các nhà khoa học đánh giá là cổ vật độc đáo và tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, biểu tượng của nền văn minh Việt cổ. Năm 2014, trống đồng hữu Trung đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm quê hương Hải Dương 5 lần và nơi Thùy Ngọc đang đứng chính là gian trưng bày giới thiệu về các tài liệu, hiện vật, hình ảnh thể hiện rõ tình cảm của Bác Hồ dành cho tỉnh Hải Dương cũng như Hải Dương dành cho Bác Hồ. Với cương vị là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, tuy bận nhiều công việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sự quan tâm đặc biệt. Sinh thời, người cũng đã nhiều lần gửi thư động viên, khen ngợi, trao những huân chương, huy chương, bằng khen, huy hiệu cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu. Để tưởng nhớ công ơn của người, ôn lại những kỷ niệm, tình cảm của Bác dành cho Hải Dương, tại những nơi Bác về thăm đã có những công trình tưởng niệm, ghi dấu chân người, được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng. Đến với bảo tàng, du khách còn được tham quan nhà trưng bày gốm sứ, giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về mảnh đất và con người Hải Dương. Nhà trưng bày gốm sứ được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2010. Hải Dương là quê hương của nhiều trung tâm sản xuất gốm sứ cổ truyền với những sản phẩm và nghệ nhân nổi tiếng. Tại không gian này, bảo tàng giới thiệu về 15 trung tâm sản xuất gốm cổ của Hải Dương có niên đại từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Trong đó đặc biệt chú ý là bộ sưu tập gốm có giá trị và quý hiếm được khai quật từ con tàu đắm Củ Lao Chàm có nguồn gốc xuất xứ từ Chu Đậu, Mỹ Xá, thuộc xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Thưa quý vị và các bạn, Thùy Ngọc đang đứng ở một vị trí vô cùng thú vị, đã được rất nhiều du khách, nhiếp ảnh gia cũng như các đoàn làm phim đến để check-in. Đến bảo tàng, du khách sẽ được thưởng ngoạn nhiều không gian đẹp. Khu trưng bày ngoài trời với ngôi nhà lá, vách đất của tầng lớp Trung Nông và nhà của tiến sĩ Nguyễn Quý Tân, vị quan Thanh Liêm chính trực thế kỷ 19, cùng nhiều hiện vật thể khối như mộ Hán, bi ký, tháp mộ Huyền Quang, ngựa, voi đá, tượng hậu, chân tảng hoa sen, giếng cổ Ngọc Liên. Bảo tàng là nơi mà tôi lần nào về tôi cũng đến thăm và cũng rất xúc động là quê hương Hải Dương này đã gìn giữ được rất là nhiều những cái cổ vật mà cha ông của chúng ta ngày xưa đến ạ.
quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc đã đồng hành cùng với quý vị tại một điểm đến vô cùng hấp dẫn và thú vị. Bảo tàng tỉnh Hải Dương, nơi hội tụ tinh hoa, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, những nét đặc sắc của xứ Đông xưa và Hải Dương nay. Ngoài tham quan bảo tàng, còn rất nhiều điểm đến thú vị và hấp dẫn khác khi quý vị về với thành phố Hải Dương. Hãy dành nhiều thời gian hơn để đến và trải nghiệm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!